Vâng, xin chào tất cả các bạn thân mến. Ở video đầu tiên, chúng ta sẽ làm thế nào để chúng ta có thể tải cái phần mềm KineMaster về. Và các bạn biết cái cách download hoàn toàn chỉ trên điện thoại, trên Chrome và trên YouTube về máy để chúng trong quá trình làm các bài về sau, các bạn sẽ cần rất là nhiều nhạc, hiệu ứng và hình ảnh cộng với cả những một số những cái video từ trên mạng xã hội, được chưa ạ? Thì đầu tiên để tải phần mềm về thì các bạn vào CH Play đối với máy Android hoặc là App Store, được chưa ạ? Các bạn sẽ bấm cái từ khóa đó là KineMaster và các bạn sẽ tải về, làm theo hướng dẫn để tải về. Ở đây mình tải về rồi nên là có chữ mở, còn nếu chưa tải về có sự cài đặt các bạn bấm vào đấy và làm theo hướng dẫn, được chưa ạ? Đó, thì có một số anh chị em các bạn tải về nhưng không được. Thì các bạn sẽ vào cho mình cái phần cài đặt ở đây, được chưa? Máy này của mình không cần phải cài đặt, vẫn tải được về. Nhưng mà một số anh chị em không tải được về thì các bạn vào phần cài đặt và các bạn tìm cho mình cái chữ là bảo mật các bạn nhé. Ví dụ bảo mật vị trí này, được chưa? Sau đó tìm cho mình cái phần riêng tư đó, tìm cái phần riêng tư và các bạn sẽ cho phép bật cái tính năng cho phép cài đặt nguồn không xác định, được chưa? Cho phép cài đặt nguồn không xác định đó. Có một số máy nó khác nhau nhé, nên là các bạn nào mà vấn đề không cài đặt có thể inbox trực tiếp với mình, được chưa? Rồi, ok. Đó là về cách tải phần mềm. Thứ hai đó là làm sao để tải video trên YouTube. Thì các bạn sẽ bấm vào YouTube. Sau đó, ví dụ như là ở đây thì chúng ta chỉ cần đánh từ khóa ra là nó tìm được thôi, được không ạ? Tuy nhiên, trong cái phần cơ bản này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn một số những cái từ khóa, được chưa? Còn khi mà vào chuyên sâu ấy, các bạn sẽ được biết rất là nhiều những cái từ khóa và một những kỹ thuật và thủ thuật. Thì ví dụ như là mình các bạn muốn tải một số những cái nhạc, đúng chưa? Một số những cái nhạc thì các bạn có thể tìm cái từ nhạc nào đó, ví dụ như là chúc mừng sinh nhật, đúng không ạ? Chúc mừng sinh nhật, các bạn sẽ đây, ví dụ như cái này thì chúng ta sẽ tải về, đúng không ạ? Hoặc làm thêm cho các bạn một cái từ khóa này nữa nhé, để các bạn có thể tải này. Đó là cái từ khóa, đó là Top Free Intro, được chưa? Top Free FREE Intro. Top Free Intro. Bởi vì sao? Trong cái quá trình chúng ta làm, đúng không ạ? Trong cái quá trình chúng ta làm thì chúng ta có những cái đoạn intro, được chưa? Đó, ở đây có rất là nhiều những cái intro này. Đó. Top Free Intro. Đấy, các bạn xem này. Đấy, rất là nhiều những cái intro đây, được chưa? Đó, rất là nhiều những cái intro đẹp và hay, đúng không ạ? Đó, có rất là nhiều những cái intro các bạn nhé. Đó, thì các bạn có thể tải về, được chưa? Nhưng mà bây giờ mình sẽ lấy một cái nào đó ngắn ngắn thôi, được chưa? Lấy một cái nào đó ngắn thôi, một cái bài, hoặc là mình sẽ lấy một cái bài chúc mừng sinh nhật nhé, bài hát nhé, chúc mừng sinh nhật, ok, một cái bài hát này để mình làm một cái video chúc mừng sinh nhật bạn của mình chẳng hạn. Đó, thì các bạn bấm vào chia sẻ, được chưa? Có rất là nhiều những từ khóa nữa và mình sẽ cung cấp cho các bạn sau. Rồi, chúng ta sẽ bấm vào sao chép. Rồi, các bạn trở về và các bạn sẽ vào Chrome này. Rồi, các bạn sẽ vào Chrome và các bạn sẽ đánh cái từ khóa đó là i2met, được chưa? i2met.com. Đó, sau đó thì các bạn sẽ view to lên và các bạn sẽ dán cái, đấy, dán cái video sinh nhật của chúng ta vào đây. Rồi, và ở đây này chúng ta có thể tải được MP3, tải được YOLO, được chưa? Nếu như các bạn lấy nhạc thì các bạn chỉ cần tải đó là 720 thôi. Còn nếu như chúng ta lấy video để chúng ta cắt ghép thì chúng ta có thể tải cái tốt hơn, nét hơn, được chưa? Ở đây ví dụ như mình chỉ tải đó là 720 thôi các bạn nhé, 720 MP4 này. Các bạn sẽ bấm vào download. Rồi, ok. Và chúng ta sẽ chờ một chút, được chưa? Chúng ta chờ một chút cho cái này nó chạy này, được chưa? Cho cái này nó chạy. Đó, sau đó chúng ta sẽ tải về. Rồi, chúng ta sẽ bấm download. Download xuống, được chưa? Tải xuống. Ok, là nó sẽ tự động tải cho chúng ta. Và các bạn chờ một chút, được chưa? Rồi, để khi mà chúng ta làm video nào đó, chúng ta cần nhạc gì đó thì để chúng ta đưa vào và chúng ta trích xuất âm thanh. Đó.
Hai là chúng ta có thể là tải MP3 xong chúng ta lưu vào và chúng ta chỉ việc chọn thôi được chứ. Chúng ta lưu vào cái dữ liệu nhạc. Rồi, ok, chúng ta mở ra xem. Đây thì đây là chính là cái bài mà chúng ta vừa tải đấy chứ. Rồi, thì đó là cái cách tải trên YouTube, thì chúng ta chỉ cần copy link và nhớ cái từ khóa đó là i2med được chưa? i2med. Dán vào, download về MP3 hoặc MP4 và chọn cái dung lượng là xong. Rồi tiếp theo mình sẽ hướng dẫn cho các bạn để làm sao chúng ta tải những cái hình ảnh nền đẹp trên Chrome được chưa ạ? Rồi các bạn vào Chrome và mình tặng thêm cho các bạn một cái từ khóa này nữa này. Các bạn vào Chrome nhé. Các bạn xóa bớt những cái này đi. Rồi thì các bạn bấm vào dấu cộng này. Các bạn đánh cái từ khóa. Đó là ví dụ như cái từ khóa này. Được chưa ạ? Đó là background BACKGROULD background cách đó là PAPR được chưa? Đó, cái từ khóa này đi chẳng hạn. Rồi, các bạn sẽ bấm vào hình ảnh. Đó, thì nó sẽ ra rất là nhiều, rất là nhiều những cái hình ảnh nền rất là đẹp các bạn nhé. Hình ảnh hoặc là các bạn bấm vào ba chấm này, các bạn cho trình duyệt cho máy tính này. Đó thì nó sẽ ra rất là nhiều. Thì ở đây có những cái background miễn phí và có những cái background có phí để chứ ạ. Ví dụ như cái miễn phí thì chúng ta tải về chúng ta dùng miễn phí trước. Đấy các bạn nhìn thấy rất là nhiều những cái đẹp đúng không ạ? Cách tải là chúng ta chỉ cần đặt tay giữ vào cái hình ảnh đó lâu một chút, sau đó chúng ta sẽ tải hình ảnh xuống, thế là xong được chưa ạ? Đó thì đây là một cái từ khóa, còn rất nhiều từ khóa nữa. Thì các bạn khi nào các bạn vào chuyên sâu nhé, các bạn vào nhóm chuyên sâu thì mình sẽ chỉ cho các bạn, bởi vì cơ bản thì chúng ta chỉ cần như thế này là đủ rồi đúng không ạ? Chúng ta chỉ cần những cái hình ảnh nền đẹp, chúng ta chỉ cần những cái video và làm sao ghép cắt ghép ảnh, ok. Vâng, và ở video này thì mình sẽ hướng dẫn đến đây thôi. Các bạn hãy tải cho mình những cái dữ liệu về và làm tiếp tục ở bài số 2 nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video sau.